Xin chào tất cả các bạn. Chị gặp lại các em trong buổi trưa ngày hôm nay để cùng với chúng mình tìm ra phương pháp học cùng sổ tay văn học một cách hiệu quả nhất nhé. Các bạn đang đến với phần phát trực tiếp của chị vào 12 giờ trưa. Xin chào các em, xin chào các bạn. Trong một vài giây phút nghỉ ngơi ngắn ngủi trong buổi trưa của chúng mình, chúng ta sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu xem là khi mà sở hữu bộ sổ tay văn học của Học Văn Chị Hiên rồi thì các bạn nên học như thế nào để môn văn trở nên dễ dàng hơn và chúng ta sử dụng bộ sổ tay này một cách hiệu quả nhất nhé. Rồi, và chị cũng rất mong là thông qua phần phát trực tiếp này các bạn sẽ hiểu hơn về cấu trúc cũng như là nội dung ở trong bộ sổ tay văn học để các bạn sẽ có thêm những cái lựa chọn phù hợp với mình trong quá trình học môn văn và chinh phục những điểm số thật là cao nhé. Được chưa nào? Rồi, các em thân mến, ở đây hiện tại thì chị đang có chọn bộ 3 cuốn ở trong bộ sổ tay văn học của Học Văn Chị Hiên. Đây là bộ sổ tay mà sẽ giúp cho chúng ta trau dồi thật là kỹ về mặt kiến thức nền. Tức nghĩa là với 3 cuốn sổ tay này thì đã có trình bày đầy đủ tất cả các kiến thức của tất cả các văn bản ở trong chương trình của chúng ta. Chúng ta có cuốn tập đặc biệt, đó chính là cuốn được tặng thêm khi mà các bạn mua chọn bộ 2 cuốn tập 1 và tập 2. Trong cuốn sổ tập đặc biệt này là tập về thương nhớ ngày xưa, tức nghĩa là sẽ trình bày kiến thức về các văn bản văn học trung đại cho chúng mình nhé. Một cuốn sổ tay rất là nhỏ xinh này, được không nào? Khổ A5, rất là xinh xắn thôi. Thứ hai, tập thứ hai, đây, đó chính là sổ tay văn học tập 1, hành trình về miền ký ức, sẽ trình bày cho chúng mình về kiến thức của các tác phẩm thơ trong chương trình các bạn ạ. Chị sẽ dở phần mục lục cho các em xem nhé. Đây, phần mục lục của chúng mình. Đó, ở đây chúng ta sẽ có kiến thức của bài Đồng Chí này, bài thơ về tiểu độ xe không kính là 2, đoàn thuyền đánh cá là 3, khúc hát du những em bé lớn trên lưng mẹ là 4, ánh trăng là 5, bếp lửa là 6, con cò là 7, sang thu là 8, viếng lăng Bác là 9, mùa xuân nho nhỏ là 10 và nói với con là 11. Chúng ta có 11 tác phẩm thơ và tương ứng với đó sẽ là phần bài tập để chúng ta rèn luyện về 11 tác phẩm này. Đó, đấy là cuốn tập 1 nhá. Tiếp tục này, về cuốn tập 2, chúng ta sẽ có một cuốn sổ tay với cái nhan đề là Những mảnh ghép trong tim. Ở đây sẽ trình bày cho chúng mình kiến thức về 5 tác phẩm văn xuôi trọng tâm ở trong chương trình. Đó chính là 1. Tác phẩm Làng, 2. Lặng lẽ Sapa, 3. Chiếc lường ngà, 4. Những ngôi sao xa xôi và 5. Bến quê. Cùng với đó cũng vẫn có phần bài tập cho chúng mình nữa. Vậy thì với những cuốn sổ tay như thế này thì chúng ta nên sử dụng như thế nào để chúng ta học văn hiệu quả đây? Thì buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng ngồi lại với nhau để tìm ra cách học văn hiệu quả với bộ sổ tay văn học nhé. Chị sẽ chia, để mà hướng dẫn kỹ cho các bạn, thì chị sẽ chia bộ sổ tay văn học này và chị sẽ chia các cái giai đoạn học văn của chúng ta ra thành 3 giai đoạn kèm nhé. 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 là giai đoạn trước khi chúng ta học văn bản đó ở trên lớp. Được không nào? Nhớ, chị sẽ gắn liền với cả cái quá trình học một văn bản của các em. Chị sẽ chia ra làm 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn mà trước khi các bạn học văn bản đó ở trên lớp. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn mà trong khi mà chúng mình học văn bản đó ở trên lớp cùng với cả thầy cô, cùng với các bạn. Và thứ ba, giai đoạn thứ ba là sau khi chúng mình học văn bản đó ở trên lớp. Chị sẽ lấy cái dấu mốc thời gian là học văn bản này ở trên lớp các em nhé. Ví dụ này, ví dụ chị lấy về văn bản Đồng Chí đi chẳng hạn. Được chưa? Thế thì trước khi mà chúng mình học trên lớp thì chúng mình sẽ sử dụng bộ sổ tay văn học để làm gì? Trước tiên ý, cái yêu cầu của chúng ta mỗi khi học một văn bản trước khi lên lớp là việc chúng ta cần phải đọc, đúng chưa? Và soạn văn, đó là điều không thể phủ nhận được rồi. Để làm gì? Để các bạn chủ động trong quá trình tìm hiểu những cái nội dung cơ bản của văn bản, của tác phẩm. Thế thì khi sử dụng sổ tay văn học, các bạn đều có thể phục vụ cho quá trình chuẩn bị của mình. Được không nào? Chúng ta sẽ chuẩn bị về văn bản như thế nào? Đó chính là việc các em sẽ đọc cho chị những phần như sau. Đọc tất cả các kiến thức ở trong bảng. Đây, các em cùng xem nhé. Ví dụ, chúng ta có bài thơ Đồng Chí đi chẳng hạn. Đây, các bạn sẽ đọc tất cả các kiến thức ở trong bảng cho chị. Bao gồm nhé, kiến thức về tác giả và kiến thức về tác phẩm. Đây,
Ok chưa? Tất cả những phần này cũng sẽ giúp cho các bạn soạn văn dễ dàng hơn, sử dụng và để trả lời những câu hỏi trong sách giáo khoa nữa. Tất nhiên rồi, bước đầu tiên là các bạn phải đọc văn bản trong sách giáo khoa, được chưa? Sau đó thì đọc những phần kiến thức này để chúng mình có cái cơ sở để nắm được nội dung, hiểu được nội dung và đặc sắc nghệ thuật của tác phẩm. Bên cạnh đó nhá, không chỉ có phần bảng về nội dung chính như thế này, mà đây, chúng ta còn có các bảng. Nhớ chưa? Nhớ cái từ khóa của chị chưa? Trước khi học là chúng ta đọc để hiểu được kiến thức ở trong các bảng. Ở đây này, trang sang đến phần phân tích nội dung thì mỗi văn bản đều có những cái sơ đồ như thế này để chúng mình nắm được bố cục khi phân tích. Và tương ứng với từng phần nhỏ ở trong sơ đồ thì sẽ có những bảng như thế này. Ví dụ như với bài thơ Đồng Chí, chúng ta có 3 phần. 7 câu thơ đầu là cơ sở hình thành tình đồng chí. Thì bên dưới đây sẽ có một bảng và một bên là thơ, một bên là các ý chính để chúng ta phân tích đoạn thơ đó các bạn nhé. Thế thì có phải là khi mà chúng mình trước khi học ở trên lớp, chúng ta đọc được phần này, các bạn sẽ dễ dàng hơn trong việc soạn văn này, đảm bảo yêu cầu của thầy cô là một nhé. Thứ hai là chúng ta hiểu được những cái nội dung cơ bản nhất, chưa cần phải học thuộc đâu nhé, được không? Để các bạn kiểu như là tạo ra cho mình được một cái cách hiểu tiền đề. Sau đó trong quá trình học trên lớp thì chúng ta được tìm hiểu sâu hơn. Nó sẽ khác hẳn so với việc là đợi đến khi các em học ở trên lớp rồi, các bạn mới bắt đầu đọc văn bản, các bạn mới bắt đầu lắng nghe thầy cô giảng. Thời gian ở trên lớp thì lại rất là hạn hẹp, thế nên sẽ không tránh khỏi những lúc mà chúng ta mất tập trung, xong rồi chúng ta không thể tìm hiểu kỹ được. Thì đây sẽ là phần mà giúp cho các bạn có cái tiền đề trước. Học một cách chủ động như vậy sẽ giúp cho các em học môn văn dễ dàng hơn. Thay vì việc là lúc nào chúng mình cũng thụ động chờ đợi thầy cô giảng rồi ghi chép lại rồi xong lại học thuộc lòng như vậy. Đúng không nào các em? Nhớ. Đó, và chưa kể đến việc là khi chúng mình nắm bắt được những nội dung như thế này, thầy cô đặt ra những câu hỏi, biết đâu chúng ta lại trả lời được và có được những cái số điểm thật là tốt thì sao? Đúng không các em? Đó, thế nên là nhớ cho chị, vào cái giai đoạn trước khi chúng ta học một văn bản ở trên lớp, hãy chuẩn bị nội dung kiến thức về văn bản đó bằng cách đọc ở trong các bảng, trong cuốn sổ tay văn học. Ok chưa? Đọc ở trong các bảng nhá. Đó là hệ thống kiến thức được trình bày dưới dạng gạch đầu dòng. Và hệ thống dưới dạng bảng thì sẽ giúp cho chúng mình dễ hình dung ra hơn. Ok chưa? Đấy là một, đấy là giai đoạn trước khi chúng mình học trên lớp. Thế thì sau khi mà chúng mình đọc xong như vậy rồi và đến cái giai đoạn là trong khi chúng ta học trên lớp thì chúng ta sử dụng bộ sổ tay văn học này để làm gì? Các em có thể mang theo bộ sổ tay này đến trường bởi vì là cuốn sổ tay rất là nhỏ xinh thôi. Học đến văn bản nào chúng ta mang cái cuốn sổ tay có chứa văn bản đó đem theo đến trường. Để làm gì? Trong quá trình học trên lớp, tất nhiên các bạn phải lắng nghe này, phải ghi chép bài, đúng không? Rồi dùng rất nhiều những cái hình thức tham gia các hoạt động của thầy cô tổ chức để chúng ta nắm bắt được nội dung bài học. Bên cạnh đó, nếu có thể, các em vẫn có thể sử dụng cuốn sổ tay này để làm gì? À, để chúng ta dõi theo bài học, được không? Để chúng ta dõi theo nhá. Sau đó này, các em có thể đánh dấu những phần kiến thức trọng tâm hoặc những phần kiến thức mà chúng mình chưa kịp nghe một cách chi tiết. Các bạn hình dung ra không? Thì như vậy chúng ta sẽ có được kiến thức một cách đầy đủ nhất xoay quanh một văn bản. Chị lấy ví dụ như là về tác phẩm Làng của nhà văn Kim Lân. Những tác phẩm văn xuôi thì trong chương trình học của chúng ta với khuôn khổ 2 tiết ở trên lớp là 90 phút, đúng không? Thế thì sẽ có những cái chi tiết chúng ta gần như là chúng ta chỉ nhắc đến thôi mà không được khai thác kỹ. Tuy nhiên, trong bộ sổ tay văn học thì sẽ cung cấp cho các bạn cái nhìn đầy đủ nhất. Chị lấy ví dụ như là một chi tiết ở trong tác phẩm Làng của nhà văn Kim Lân. Khi mà nhân vật ông Hai, theo như thường ngày, thì ông đến phòng thông tin để nghe những thông tin về kháng chiến. Trên đường đi thì cái đầu cung cúc lao về phía trước. Cái gương mặt của ông Hai lúc đấy giờ ông hào hứng lắm. Và ông còn cứ gặp thấy ai quen là ông lại níu lại rồi trò chuyện. Ông nói rằng là nắng này thì bỏ mẹ chúng nó. Xong rồi người ta hỏi là chúng nó nào? Thì ông lại bảo là Tây đấy chứ còn chúng nó nào nữa. Ngồi trong vị trí giờ này bằng ngồi tù. Đó, thế thì đấy là một cái chi tiết rất là đáng yêu về cái tình yêu nước của ông Hai. Tình yêu nước nó thể hiện ở ngay những cái việc làm hồn nhiên nhất của ông thôi. Ông cứ thấy cái gì mà gây được khó dễ cho bọn giặc là ông cảm thấy tâm đắc lắm.
Thì chị thấy là chi tiết này nhiều khi là chúng mình chưa được khai thác kỹ. Thì trong cuốn sổ tay văn học sẽ giúp cho các bạn bổ sung và xây đắp được phần kiến thức nền chi tiết nhất, đầy đủ nhất cho các em nhé. Được không? Các bạn hình dung ra không? Bên cạnh đó này, theo như chị bảo là chúng mình cần phải đánh dấu, đúng không? Đây, thế thì khi mà chúng mình học tác phẩm Đồng Chí chẳng hạn, chúng ta thấy là cái câu Đồng Chí ấy, cái câu thơ thứ 7 ở trong 7 câu thơ đầu là một câu thơ rất hay. Thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng bút nhớ nhá. Chúng ta gạch luôn vào từ Đồng Chí này để chúng mình biết, à, ở đây Đồng Chí là câu, là cái câu cần phải phân tích trọng tâm nhất sau khi mà phân tích cả 7 câu thơ này. Đó, sau đó tiếp tục chúng mình đánh dấu vào những phần diễn đạt chi tiết này này. Đây, ví dụ đến đây nhá, đến đây chúng ta thấy cả phần này chúng ta sẽ thấy là nêu ra ý nghĩa của câu Đồng Chí, thì chúng ta sẽ đánh dấu vào đây một cái dấu tích hoặc là một dấu mũi tên để chúng ta chú ý trong quá trình sử dụng sổ tay văn học. Đó, thì có phải là khi mà chúng mình nhìn vào nhá, cả một trang toàn chữ là chữ, thì chúng ta sẽ phải đọc theo lần lượt từ đầu đến cuối. Nhưng khi chúng ta đánh dấu vào, chúng ta sẽ biết được đâu là phần trọng tâm, hoặc là đâu là phần các em tâm đắc nhất, các em muốn học hỏi và muốn đưa được vào trong bài viết của mình. Đó, được không nào? Khi mà các bạn đã sở hữu rồi thì toàn quyền các em sử dụng thôi. Nên là tùy theo thói quen và tùy theo sở thích của các bạn có thể đánh dấu bằng bút nhớ hoặc là chúng ta sử dụng bookmark. Đấy, được không nào? Chúng ta sử dụng bookmark được tặng kèm khi chúng ta mua bộ sổ tay văn học. Rất là xinh xắn, có thể kẹp vào luôn. Đó, để chúng mình biết được là đến đâu là phần mà các em cảm thấy hay, đến đâu là phần mà các em muốn sẽ đưa vào trong bài viết của mình. Ok chưa nào? Đây, các bạn khi mua bộ sổ tay văn học là đã được tặng cái bookmark rất là xinh xắn như thế này rồi nhá. Một chiếc thẻ để kẹp sách, để các bạn tiện dụng hơn trong quá trình sử dụng sách. Ok chưa? Đó, đó là cái giai đoạn trong khi chúng mình học trên lớp. Thế thì đến giai đoạn cuối cùng, giai đoạn rất là quan trọng đây này. Giai đoạn rất là quan trọng mà chị thấy là không có bạn nào được phép bỏ qua cái giai đoạn này hết. Đó chính là giai đoạn sau khi học một văn bản ở trên lớp. Thì các em hãy sử dụng bộ sổ tay văn học bằng cách như thế này giúp cho chị. Thứ nhất, các bạn sẽ đọc toàn bộ, được không nào? Và đặc biệt là chú tâm vào phần diễn đạt chi tiết, hay chị vẫn gọi là phần viết mẫu đấy. Nếu như cái phần ý chính dưới dạng hệ thống các gạch đầu dòng các bạn đã nắm được chắc trong quá trình chuẩn bị trước và trong quá trình học ở trên lớp rồi, thì bây giờ là lúc mà các em sẽ đọc cái phần diễn đạt để chúng ta học hỏi thêm xem là các ý mà thầy cô hướng dẫn này, các cái gạch đầu dòng mà chúng ta đã nắm được thì sẽ triển khai dưới dạng những đoạn văn hay là triển khai dưới dạng những bài văn như thế nào. Đây, bởi vì trong bộ sổ tay văn học có đầy đủ những phần đó, thế nên chúng ta đừng bỏ qua nhé. Ví dụ như là với những thông tin khái quát chung về mặt tác phẩm, về hoàn cảnh sáng tác này, về ý nghĩa nhan đề này, về thể thơ và mạch cảm xúc, thì chúng ta sẽ khái quát về tác phẩm bằng một đoạn văn như thế nào, ngay bên dưới đã có cho chúng mình rồi, được không? Ví dụ nhé, ví dụ như là chúng ta có một đoạn khái quát về tác phẩm Đồng Chí chẳng hạn. Chính Hữu viết bài thơ Đồng Chí vào đầu năm 1948. Khi đó ông đang là chính trị viên đại đội, đã từng theo đơn vị tham gia chiến dịch Việt Bắc Thu Đông năm 1947 và cũng là người trực tiếp cảm nhận được những sâu sắc của tình đồng chí đồng đội giữa những người lính trong kháng chiến gian khổ. Một nhan đề xúc tích, vừa thân thuộc vừa giàu ý nghĩa, một thể thơ tự do tạo nhịp điệu trầm lắng, xúc động, một trái tim dung cảm thiết tha, khôn nguôi về người lính và sức mạnh của tình đồng chí. Tất cả đã làm nên trang thơ Đồng Chí mộc mạc, giản dị mà thật sâu sắc, khó quên, một bài thơ tiêu biểu của văn học thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Các bạn ơi, hình dung ra không nào? Đó, à tiếc quá em mua trước rồi nên không có bookmark kia. Chị nhớ là từng đợt đều có những chiếc bookmark thiết kế riêng cho từng đợt khi mà chúng mình sở hữu bộ sổ tay đấy. Nếu như mà chúng mình chưa có thì các em vẫn hoàn toàn có thể tự làm cho mình những chiếc bookmark, những chiếc thẻ kẹp sách rất là xinh xắn. Đã thế lại còn tự sáng tạo được nữa cơ mà. Đúng không nào? Đó, thế nên là cái điều này nó đều, các em đều có thể tự sử dụng được và tự sáng tạo theo ý của mình. Chị đang muốn nói ở đây, đó chính là giai đoạn mà sau khi chúng mình học một văn bản ở trên lớp, thì đây sẽ là phần tương ứng với những kiến thức các em đã học, sẽ giúp cho các bạn, thứ nhất, một lần nữa khắc sâu kiến thức. Thứ hai là hiểu được những gì chúng ta học dưới dạng gạch đầu dòng thì sẽ triển khai thành một bài văn hay một đoạn văn như thế nào. Được không? Bởi vì đi thi thì chúng ta đâu phải là đi thi lập dàn ý, đâu phải là chúng ta đi thi ghi lại tất cả những cái gạch đầu dòng đấy đâu. Chúng ta đi thi là chúng ta thi viết bài văn hay là viết đoạn văn mà.
Đúng không nào? Thế nên là phần diễn đạt là phần cũng rất quan trọng. Và nó sẽ giúp cho các em dễ hiểu hơn, dễ nhớ hơn khi chúng ta gắn liền với. Nó giống như là một cái quá trình ý. Sau khi học xong với cả các ý chính rồi thì có ngay một văn bản, có ngay một cái bài văn, một bài phân tích tương ứng luôn. Thì các bạn đọc sẽ dễ nhớ hơn, đúng không? Kiểu như là khắc sâu, cứ nhắc đi nhắc lại về mặt kiến thức ý. Đó, ok chưa nào? Nhớ, đấy là bước đầu tiên. Bước thứ hai, sau khi chúng ta đọc phần diễn đạt này rồi, và đừng quên đánh dấu vào những đoạn diễn đạt các em cảm thấy tâm đắc, để mỗi khi chúng ta mở ra, chúng ta sẽ nhìn vào đó để nhắc đi nhắc lại và nhớ để áp dụng vào trong quá trình chúng mình viết. Tiếp tục này, còn một bước nữa, đó chính là hãy làm những bài tập liên quan đến văn bản ở phần sau. Đây này, ví dụ như là về bài đồng chí nhá. Ở phần sau chúng ta sẽ có bài tập về bài đồng chí. Đây, phần thứ hai của mỗi cuốn sổ tay, đó chính là phần bài tập đọc hiểu và làm văn. Tại sao lại là bài tập đọc hiểu và làm văn? Bởi vì chúng mình đến từ tất cả các tỉnh thành khác nhau. Thế nên có những tỉnh thì sẽ thi dạng đề đọc hiểu liên quan đến các văn bản. Là người ta sẽ trích ra cho chúng mình một đoạn này, hỏi rất nhiều những câu hỏi xoay quanh cái đoạn đó. Đây, dạng như này, được không nào? Năm vừa rồi Hà Nội đã thi vào bài thơ đồng chí. Đó, và những cái dạng câu hỏi như thế này là các bạn không còn lạ lẫm nữa rồi. Là trích ra cho chúng mình một đoạn này, hỏi những câu hỏi liên quan ví dụ như là hoàn cảnh sáng tác, rồi hỏi những câu xung quanh nội dung của đoạn này, những đặc sắc nghệ thuật vân vân. Thì ở trong bộ sổ tay văn học cũng có những dạng câu hỏi đó nhá. Chúng ta có câu 1 này, có rất nhiều phần của câu 1, rồi câu 2, câu 3 vân vân. Đó là phần bài tập đọc hiểu. Chúng ta nên làm đầy đủ tất cả những bài tập này để chúng ta ghi nhớ kiến thức. Và nhớ là trong quá trình làm thì đừng ghi chép, đừng có chép ở đâu cả. Chúng ta tự nhớ đi, sau đó chúng ta tự làm. Tự làm sau đó đối sánh với phần đáp án. Các em đều có phần đáp án cho những câu hỏi này nhá. Nhưng mà chúng ta phải làm, sau đó nhắn tin về cho chị thì chị sẽ gửi đáp án cho các em. Được không? Chứ đáp án sẽ không in luôn ở trong này đâu. In luôn thì các bạn cứ việc nhìn đáp án thôi chứ cần gì phải làm, đúng không nào? Thế nên là ở trong này có bài tập, các bạn cần phải làm, sau đó nhắn tin về cho chị để nhận phần đáp án để chúng ta đối sánh nhá. Ok chưa? Đấy, không phải là chỉ mua mỗi cuốn sách này là có mỗi một cuốn sách đâu, mà chúng ta có thêm cả phần đáp án đi kèm này, rồi phần audio để các bạn nghe nữa cơ. Đó, phần đó chị sẽ hướng dẫn chi tiết ở phần sau nhá. Ở đây chị đang nói đến phần chúng ta làm bài tập. Thì quá trình làm bài tập sẽ giúp cho các em lại một lần nữa khắc sâu kiến thức. Và thứ hai là hiểu được đi thi thì người ta sẽ ra những cái câu hỏi như thế nào xoay quanh một tác phẩm như vậy. Đây, với bài thơ đồng chí, có thể người ta sẽ hỏi về hình tượng người lính trong bài thơ đồng chí chẳng hạn. Có hệ thống những luận điểm chính để các bạn bám vào nhá. Những luận điểm nào mà các em hay gặp khó khăn thì đều có gợi ý chi tiết ở đây cả. Hay là dạng đề như là cảm nhận về tình đồng chí ở trong một khổ thơ nào đó, thì đây cũng có hệ thống dàn ý, là những luận điểm cơ bản nhất thôi, chứ không phải là những luận điểm mà chi tiết từng gạch đầu dòng ra một. Bởi vì sao? Bởi vì phần trên đã có rồi, phần trước đã có phần diễn đạt chi tiết để chúng mình tham khảo rồi, nên chị sẽ không viết lại để làm gì cả. Các bạn ơi, hình dung ra không nào? Nhớ, ok chưa? Đó, thì đó chính là những cái giai đoạn và từng cái bước để các bạn sử dụng sổ tay văn học một cách hiệu quả nhất. Chưa hết này, đi kèm với bộ sổ tay văn học các bạn ạ. Đây, nếu như mà bạn nào mà có sổ tay văn học rồi mà chưa biết sử dụng như thế nào thì nhanh chóng chụp lại cái trang giấy, trang sổ này của chị để chúng ta áp dụng một cách linh hoạt hơn nhá. Còn bây giờ, chị sẽ giới thiệu thêm cho chúng mình này. Khi mà chúng mình sở hữu sổ tay văn học thì ở đây, cái giai đoạn sau khi học, hoặc là tất cả những cái khung giờ mà các em cảm thấy là chúng ta đang rảnh rỗi và chúng ta muốn trau dồi thêm kiến thức, các bạn đều có thể lắng nghe audio đi kèm với bộ sổ tay. Đây, đây nhá, khi mà chúng mình mua cuốn sổ tay văn học này, chúng ta sẽ có phần hướng dẫn để được nghe audio sổ tay văn học. Chúng ta chỉ cần quét mã, sau đó tải app về này, sau đó làm theo đầy đủ tất cả các bước được hướng dẫn ở đây, thì chúng mình sẽ được nghe audio văn học. Đó là phần audio mà ở trên một chiếc app của Học Văn Chị Hiên, là một app văn học đầu tiên và một app mà dành riêng cho các bạn muốn học về môn văn, có cả chương trình văn trung học cơ sở và văn trung học phổ thông nữa. Thế nên là cái chiếc app này rất là tiện cho chúng mình. Trên đó cũng có tài liệu này, trên đó có audio, trên đó có rất nhiều những thông tin để giúp cho các bạn cập nhật về việc học môn văn. Được chưa? Đó, đấy nhá, nghe audio. Tiếp tục này, khi chúng mình mua bộ sổ tay văn học, khi mà chúng mình mua trọn bộ, các bạn còn được tặng thêm những món quà rất là đáng yêu nữa. Đây,
Đó, đầu tiên chính là bộ mở bài và kết bài mẫu các em nhé. Tất cả đều được tặng, tất cả các bạn mua chọn bộ sổ tay văn học đều được tặng cái bộ mở bài và kết bài mẫu này. Được chưa nào? Ok chưa? Thứ hai, như chị đã giới thiệu đấy, là một chiếc bookmark rất là xinh xắn. Và ở trên chiếc bookmark này cũng có một mã QR để khi nào cần chúng ta đều có thể quét mã này để nhận thêm thông tin về các ấn phẩm cũng như là các khóa học và phần hướng dẫn học môn văn nhé. Và đặc biệt này, đi kèm với mỗi cuốn sách trao đến tay các bạn đều là những cái sự tri ân và những lời cảm ơn chân thành nhất từ các anh chị trong team học văn chị Hiên. Chúng ta sẽ nhận được một chiếc thư cảm ơn, ở đó thì là chút tấm lòng bày tỏ của các anh chị để gửi đến các bạn khi đã tin tưởng, và đặc biệt là gửi đến các bạn đã thực sự quan tâm đến môn văn, thực sự tâm huyết và thực sự dành thời gian để đầu tư cho việc học văn của mình. Tất cả những điều đó, tất cả những sự chăm chỉ của các em đều đáng trân trọng. Và đây là tất cả những phần quà rất là đáng yêu, rất là xinh xắn sẽ được tặng kèm khi mà chúng mình mua bộ sổ tay văn học này nhé. Thêm nữa này, là những thiết kế từ phần bìa sách cũng là những thông điệp nhỏ xinh thôi gửi đến các bạn. Các em có thấy là có một nhân vật xuyên suốt trong tất cả các bìa sách của bộ sổ tay này không? Là một cô gái, cũng giống như các bạn vậy. Đây là một bạn nhỏ. Và bạn nhỏ này trên hành trình chinh phục môn văn, đi từ các tác phẩm văn học trung đại. Đây, một thiết kế rất là đáng yêu đúng không? Đi từ các tác phẩm văn học trung đại. Đó, sau đó đến với các tác phẩm thơ hiện đại, chúng ta sẽ thấy gương mặt của một bạn nhỏ đang hòa mình cũng giống như là Phương Định ở trong Những Ngôi Sao Xa Xôi, cũng giống là những người lính lái xe ở trong bài thơ về tiểu đội xe không kính, ngồi trên chiếc xe không kính này. Được không nào? Và cuối cùng, bạn nhỏ ấy cũng theo dòng văn học, theo cái dòng ký ức của mình, để đến với những mảnh ghép trong tim, trong cuốn sổ tay về các tác phẩm văn xuôi. Ở đây là những mảnh ghép được tạo nên bởi những khoảnh khắc rất đẹp trong các tác phẩm văn xuôi. Khoảnh khắc mà ông Sáu nhận bé Thu này, được không nào? Khoảnh khắc mà về tác phẩm làng của nhà văn Kim Lân, hay là khoảnh khắc mà anh thanh niên gặp gỡ với cả cô kỹ sư và ông họa sĩ. Tất cả đó đều là những cái ý tưởng và những cái thông điệp nhỏ xinh thôi được gửi gắm thông qua phần thiết kế bìa sách. Và đây là bìa sách được thiết kế riêng cho bộ sổ tay văn học này. Rất mong là nó có thể đến với các bạn và rất mong là tạo được thêm cảm hứng cho các em khi học môn văn nhé. Đó, các bạn hình dung ra không nào? Có rất nhiều những cái điều đáng yêu ở trong phần phát trực tiếp trưa ngày hôm nay. Nên là chị rất mong là các bạn sẽ bớt đi những phần mệt nhọc khi chúng ta học tập này, khi chúng ta gặp rất nhiều những áp lực. Cứ coi như tất cả những cái điều đó là những điều cần thiết để chúng ta đến với một cái thành quả sau này. Được không nào? Tất cả mọi nỗ lực của các bạn ngày hôm nay đều sẽ được đền đáp bằng thành quả xứng đáng thôi. Thế nên là đừng bao giờ ngại ngần hay là đừng bao giờ nản chí nhá. Tất cả các em đều luôn nhận được những sự hỗ trợ, đều luôn nhận được cái sự quan tâm từ phía gia đình này, thầy cô này, và đặc biệt là có team học văn chị Hiên luôn muốn giúp đỡ các bạn khi chúng ta học môn văn nữa thông qua những cuốn sổ tay như thế này. Được không nào? Các bạn ơi, đó, thế nên là tất cả những cái thông tin về bộ sổ tay, bạn nào mà chưa sở hữu nhá, thì nhanh chóng nhắn tin về cho chị để tham khảo ngay. Các em sẽ được đọc bản đọc thử này để hiểu hơn về nội dung của sách, sẽ được hướng dẫn về cách đặt sách để chúng ta nhanh chóng sở hữu trong tay bộ sổ tay văn học này nhá. Và đừng quên là chụp lại ngay cái phần này, đây, phần hướng dẫn sử dụng sổ tay một cách hiệu quả nhất để chúng ta có được những điểm số thật là tốt trong môn văn, để môn văn nó trở nên thật là nhẹ nhàng và đúng như là một cái lời nhắn nhủ từ phía học văn chị Hiên này. Học văn thật khó, nhưng mà thật vui, yêu văn thêm chút là làm được thôi. Được không nào? Tất cả nó đều xuất phát từ cái tình yêu của chúng mình cả. Thế nên đừng sợ hãi, cũng đừng ghét bỏ. Chúng ta hãy cố gắng chinh phục dần dần bằng cái sự kiên trì của bản thân mình, và đặc biệt là bằng một cái tâm thế sẵn sàng đón nhận kiến thức nhé. Các bạn ơi, như vậy là trong buổi trưa ngày hôm nay, chị đã cùng với chúng mình tìm ra được cách sử dụng sổ tay văn học hiệu quả nhất với các giai đoạn trước khi chúng mình học một văn bản ở trên lớp, trong khi chúng mình học văn bản đó ở trên lớp, và sau khi chúng mình học văn bản này. Được không nào? Tất cả những cái bước này thì đây không phải là cách duy nhất. Các em đều có thể sử dụng linh hoạt tùy theo sở thích và tùy theo ý tưởng của bản thân mình, miễn sao là chúng ta có được những cái kiến thức thật là chắc trong môn văn và thêm yêu môn học này nhé. Tất cả những cái thông tin và nội dung liên quan đến bộ sổ tay văn học này, một bộ sổ tay mà được rất nhiều các bạn nhỏ tâm đắc và đang là người bạn đồng hành của rất nhiều các bạn trên toàn nước, trên toàn cả nước luôn, trên tất cả các tỉnh thành ở trên cả nước để chinh phục về môn văn lớp 9, thì các bạn hãy nhắn tin về cho chị, được không nào?
Ok chưa? Rồi, đó thì đấy là nội dung của buổi trưa ngày hôm nay. Nếu như có thắc mắc gì, các em cũng đều có thể nhắn tin về cho chị để được giải đáp nhé. Còn bây giờ thì các bạn dành thời gian nghỉ ngơi đi thôi. Chị sẽ gặp lại các em ở trong những phần phát trực tiếp sau về các ấn phẩm khác của học văn chị Hiên để phục vụ cho quá trình học văn của mình nhé. Cảm ơn các em rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong những phần phát trực tiếp sau. Bye bye!